À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy đạo Phật. À, chúng ta vào đạo tràng trên không trung này để tu tập. Cái phát duyên nó thù thắng quý vị. Vì tu tập chung với nhau từ trong nước ngoài nước, dù là chưa đối mặt bên ngoài nói chuyện nhưng người ta biết quý vị. Thí dụ như bữa đó những đức gặp một cái người này, nó nói một câu rằng có khi thấy thầy nói chuyện có những nhóm người ngồi họ vui vẻ, một gia đình mà mình thấy ngưỡng mộ. Thí dụ như gia đình của Phật tử Bình Dương rồi mấy mẹ con ngồi vui vẻ hoan hỷ. Nên từ cái niềm vui của một gia đình đó mà làm cho người khác người ta nhìn đó mà học theo. Tự nhiên ta nhìn đó, ta học theo, người ta muốn tu tập theo. Đúng không? Ví dụ như ở nhà mà ví dụ như cô Nguyễn Lượng rồi ha, mấy người đồ tu tập chung. Đó là cái điều mà nó phát duyên, dù là người ta chưa gặp mình nói chuyện bên ngoài nghe. Nhưng mà người ta thấy mình tu, người ta thấy mình với cái nhân duyên tu chung á. Gọi là nó kết bạn xem với nhau. Cái đạo tràng nó không chung này nó kết duyên, mà duyên đó nó sanh phước, duyên phước rất là lớn. Rồi thêm cái nữa là có những người ta gặp như đứa ta hỏi, ủa thầy con thấy làm sao mà có nhiều người họ đưa cái bàn tay là cái gì? À, xong rồi những đức nói hình như là đưa cái bàn tay là được lên trên. Rồi xong cái họ hỏi Nhân Đức là vậy thì con muốn đưa bàn tay làm sao? Nhân Đức nói cô không biết luôn. Vì Nhân Đức chứ không có bấm này, Nhân Đức không biết, hỏi Tam Nhiên chỉ bấm được vô bàn tay là chỗ nào. Xong họ nói họ cũng thích được lên trên. Nhân Đức nói vì lên trên phải để máy có thời gian lâu một chút chứ không phải bấm bàn tay mà được lên trên đâu. Phải cũng kỳ công lắm á, cũng cũng chuẩn bị trước đồ chờ. Rồi buổi ta buổi chiều mà 5:30 hay gì là phải tắt máy một lần, là người nào cũng phải 5:15 phải không? 5:15 tắt máy một lần. Thì giờ đó ai cũng phải canh máy để nhào vô liền, chứ nếu không là không bao giờ lên trên được dù có đưa bàn tay. Nhưng quý vị nhớ rằng là cái mà nhảy lên trên này cái duyên cũng không đơn giản, tại vì nó nói cho người ta cũng thấy cái vị chứ không giản đâu. Nên ví dụ như nãy có gia đình của Hoa Ngô tu. Thấy mấy đứa bé nhỏ nhỏ luôn, nó giỡn cũng vui vui một chút, mà thấy hai người ngồi tu vẫn bình thường được, đó cũng hay. Có nhiều người bực bội lên, mất công kệ nít mà có nhiều đứa nó chưa quen, nít có nhiều đứa nó chưa quen, từ từ nó quen rồi. Giống như mấy đứa nhỏ dì Tư đó, bữa nào nó cũng vô lễ Phật nghiêm túc lắm. Rồi bên Lục Nguyễn rồi ha, bé nhỏ xíu xíu cũng ngồi tu đàng hoàng nghiêm túc. Cái đứa nít nó biết được thì đặc biệt lắm, nhưng mà mình phải để cho nó thời gian, có thời gian. Ví dụ như mấy đứa con của Tệ Tệ Thương rồi đó, cháu cháu hả, con cháu ấy. Mấy người niệm Phật trẻ lắm nghe, giống như cái cô gì, cô Ăn gì đó, Nguyễn Hoàng Thiên Ăn gì đó, cháu bà, mà mình tưởng tôi là con bà, sau này bà ghi mấy cái chữ là bà cháu Thiên Ăn. Nên từ nơi đó mà thì biết rằng là khi mình vô cái đạo tràng mình tu cái duyên phước mình nó tăng đặc biệt mà vui rõ ràng mà.
Tu tập xong mình ngồi nói chuyện một chút, mọi cái nó thông cái tâm mình, thông cái tâm mình. Rồi mỗi ngày mình học tập chút, mở cái tâm lượng rộng lớn ra ha. Từ từ rồi tự nhiên cái cuộc sống, hoàn cảnh của mình đều có sự thay đổi hết, đều có sự thay đổi đặc biệt, thật sự luôn. Những đức thấy Phật pháp hay, Phật pháp phải công nhận là hay. Cái người mà học Phật mà không có được lợi ích là do chính mình và không đủ duyên gặp một cái cách tu thật sự. Nếu như quý vị đủ duyên gặp một phương pháp tu hoặc gặp một người hướng dẫn đơn giản bình dị, quý vị sẽ được lợi ích rất lớn đối với Phật pháp. Thật sự quý vị là chính bản thân những đức học Phật mười mấy năm, sự lợi ích mà những đức hưởng được không cùng tận. Thật sự có nghĩa là dù chao đảo hoàn cảnh như thế nào nhưng mà những đức được sự an lạc của nội tâm tuyệt vời. Sự an lạc của nội tâm này thật sự ít có ai tìm có được. Con người ta thường mà thuận thì người ta sẽ rất là vui, nhưng mà cái gì nghịch là người ta sẽ rất là khổ, đúng không? Còn người học Phật, quý vị nhớ kỹ nghe, trong thuận trong nghịch không bị ảnh hưởng nhiều. Đó, đó là cái tuyệt vời nhất của Phật pháp đã cho chúng ta đó quý vị. Nên nhớ một câu vật hiệu này không đơn giản đâu. Đã cảm nhận được, đã được thấy sự lợi ích rồi thì đừng bao giờ mà bỏ. Dù cho ai nói gì mặc kệ, cứ nắm chắc câu Phật hiệu mà niệm đi. Ta nói nửa năm một năm người ta cũng nghĩ nói, rồi nửa năm một năm đó quý vị quay lại ngược lại độ người ta. Quay lại độ người ta chứ không đơn giản đâu. Nên mỗi một người mình đó quý vị, pháp môn niệm Phật này là cái pháp đơn giản nhưng mà phải tín nguyện cực kỳ kiên cố. Và niệm Phật làm sao mà tâm lượng mở rộng ra. Nhớ kỹ cái chỗ này quan trọng. Tâm lượng lớn phước báo lớn. Mình mà tâm lượng mình mở rộng ra nha quý vị, quý vị có đồ ngon quý vị sẽ chia cho người khác ăn. Quý vị có cái gì tốt đẹp quý vị thích chia cho người khác. Thích gì đó. Quý vị nghĩ là đẹp thì cái câu này nó nói một câu, nó nói là cái nhà của cô mà người ta niệm Phật nha, cô để cho người ta niệm Phật, cô nhớ nè, sau này cô giảng sanh về thế giới cực lạc thì cái nhân duyên của căn nhà của cô, mà thứ này là của cô đó, cô về thế giới cực lạc cô ở trên đó, nhưng mà cái nhân duyên của cái căn nhà cô mà người ta ở đây niệm Phật đó, cái duyên cô kết với tất cả những người đến niệm Phật luôn, cái duyên đó kết với tất cả người đến niệm Phật, và cái phước của cái cõi này của cô vẫn còn tồn tại hưởng, mà khi cô ở thế giới cực lạc cô trở lại là vô cùng lớn lao luôn. Thù thắng mức như vậy đó. Còn nếu cô không sanh cực lạc mà cô trong lục đạo luân hồi này nghe, thì cô nhớ trong lục đạo luân hồi thì nó là câu thông của căn nhà 6 tầng, mà cái căn nhà cô mà để cho người ta niệm Phật đó, cô nhớ nè, dù cô ở cái cảnh giới nào nhưng mà phước báo cô sẽ vượt lên. Ví dụ như cô ở cõi trời đi, phước báo cõi trời cô vượt lên, cô ở cõi người phước báo của người cô vượt lên, chỉ có căn nhà cô để cho ở khi cô mất đi, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại, đó là cái tâm cô lúc còn sống cô cho người ta ở, người ta niệm Phật, hiểu không? Cô cái quan trọng là lúc cô còn sống cô cho người ta ở niệm Phật á, còn khi cô chết rồi mà người khác cho ở là cái chuyện của người khác chứ không phải chuyện của cô. Nên á, khi mà người thân mình cực khổ gian lao khó khăn mà tạo dựng được một sự nghiệp đó, mà khi họ không biết tu phước tu duyên gì hết trơn, mà khi họ mất đi đó quý vị, mà cái việc mất của họ không được tốt đó. Mình là người thân con cháu mà mình thương họ đó, mình phải phát cái nguyện rằng nè, đây là của cải của ông bà cha mẹ tôi cực khổ gian lao mà làm ra sự nghiệp này, nhưng mà lúc còn sống không biết đạo nên khi mất không được tốt, tôi nguyện đem cái của cải vật chất này tôi làm những việc phù hợp, việc tốt, nhất là niệm Phật tu hành. Bây giờ nó đang phát động đạo tràng cư sĩ nè, thì phải nhớ rằng là những cái tài sản này, lợi ích này, tôi mong hồi hướng cho ông bà cha mẹ của tôi, là họ sẽ được nhờ nhiệt tình lắm thì được một hai phần thì dữ lắm, dù là của họ. Mà đó là trong 49 ngày đó nghe quý vị, nhớ kỹ nghe,
Và 49 ngày là được hưởng đó, mà của họ luôn, mà mình làm mình hồi hướng cho họ nhiệt tình luôn, họ chỉ hưởng được có một hai phần thôi, còn bao nhiêu là cái người làm hưởng, cái người mà phát tâm làm hưởng. Còn lúc mình còn sống mà mình làm á, mình làm á, thì dụ như cái căn nhà này những đức đang ở nè, là căn nhà của người ta chứ không phải của những đức, thí dụ đi, thì những đức ở đây những đức niệm Phật, người ta niệm Phật thí dụ đi, thì tức khắc cái người mà cho ở đó họ được hưởng rất là lớn, họ được hưởng rất là lớn, tại vì chính họ còn sống họ phát tâm, khi họ mắc rồi thì cái tâm pháp của họ nó vẫn duy trì luôn, vẫn giữ luôn vậy đó. Nên cái người mà hiểu biết đó, là lúc còn sống những gì tu phước tu duyên, những gì dụng công tu phải cố gắng, đừng có giải đãi. Hiểu rồi là không dám giải đãi đâu, lên lễ Phật thấy mệt chút nhưng mà thích, không có bao giờ mà mình giải đãi, mình làm biếng ấy. Không có làm biếng, tại mình niệm Phật được lợi ích mà làm biếng gì vậy đó. Nên từ nơi đó mà quý vị coi, như bây giờ những đức một ngày năm cháu thời những đức lên tu xuyên suốt, những đức đâu có làm biếng đâu, dạy gì làm biếng, làm biếng cuối cùng cầm gì theo, xuyên tu mình cầm công đức phước duyên theo. Nó nên những đức nói rằng là niệm Phật làm sao mà tâm lượng càng ngày càng mở rộng ra, mà tâm lượng mà mở rộng ra bệnh đau này kia chút đỉnh nó hết, nó hết đó quý vị. Vì mình không có buồn giận người ta để trong tâm thì mình khỏe chứ sao. Nó nên mấy cái bé mà nãy những đức mà thấy mà cái gia đình tu tập mấy đứa bé nó nhảy nó giỡn quá trời giỡn, mà những đức nhìn có một cô cũng ngồi của niệm Phật nghe, có ngồi đàng hoàng của ngồi niệm Phật, còn cô Hoa Ngô gì đó, cô lễ Phật cũng bình thường, mấy đứa bé nó giỡn gì kệ nó. Cách đó rất hay, cái cách đó từ từ mình cảm hóa mấy đứa bé nhỏ chứ không phải chuyện giỡn đâu. Còn mình la nó thiệt la nó, có khi nó không cảm hóa được, không cảm hóa được. Mà mấy đứa nít này mà mai mốt mà nó ngoan rồi là nó lễ Phật đàng hoàng luôn á. Những đứa thấy mấy đứa nít, đứa nào cũng dễ thương mà đó. Nên từ nào đó con nít mà nó nghe cái điều địa chung của những đức ấy, là nó ưa nhảy lắm nghe. Hồi đó giờ ngộ cái điều địa chung như đức là con nít nó ưa nhảy lắm, cái điều địa chung như đức đánh ngộ lắm, đánh đi gan là nhạc rap vậy đó quý vị. Nên con nít mỗi lần nó nghe là nhảy tưng 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 vậy đó. Chắc là con của bà Trần Lâm này cũng có nè, nó mỗi lần nghe cái điều địa chung là nó nhảy à. Hồi đó cái lớp đệ tử quy những đức cũng vậy, con nít là nó nghe điều địa chung là nó nhảy. Hồi đó giờ rất nhiều đứa nít nó nhảy tưng 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 vậy đó. Nhưng mà nó nhảy giết rồi tự nhiên nó nghỉ nhảy, nó đi Phật đàng hoàng. Ngộ ghê nào. Nên ví dụ như bây giờ gia đình cô mà cô Tiết rồi đi, thấy không, mẹ với hai đứa gái mà ngồi tu chung đồ, quý vị nghĩ đây là hạnh phúc của một gia đình, nó không đơn giản nha quý vị. Cái niềm vui này cũng không dễ tìm á. Mà nhờ niệm Phật đó, thấy không, nhờ niệm Phật đó mà gia đình hạnh phúc vậy đó. Mai mốt mà tu từ từ mà an lạc nghe, rồi ổng ra ổng ngồi tu chung, cái nữa đặc biệt hơn. Nó đừng có nói là cái con người mà mình không độ họ được, tại mình chưa có đủ sự khoan dung, tâm lượng chưa mở rộng. Vì biết rằng là bản thân những đức này bị biết bao nhiêu người chửi mà nói, cái bị coi một hai năm sau này những người mà chửi những đức độ họ niệm Phật hết thì chờ xem. Tại vì sao? Vì những đức đâu có buồn họ đâu quý vị, những đức đâu có buồn họ đâu, họ giúp những đức tiêu nghiệp, những đức đâu có buồn họ đâu. Nên từ nơi đó Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tính, mình chưa đủ sự bao dung thì chưa đến lúc mình độ được họ, hoặc là chưa đủ nhân duyên. Thí dụ còn người ở trong nhà mà mình tu mình chưa độ được họ là gì? Mình chưa đủ cái sự bao dung, chưa đủ cái sự kiên nhẫn đó. Còn thêm một cái nữa là họ chưa đủ duyên để tiếp nhận. Cứ chờ đi, hãy tu cho thật tốt, đừng đặt vấn đề nặng nề, hãy chuyển chính nội tâm của chính mình, và mình phải an lạc, mình vui vẻ. Dù lỡ họ la, họ gầy, họ chửi mình mà mình bình thường, mình vui. Nó thí dụ như bây giờ mình là người vợ niệm Phật đi, ông chồng nói 3 tháng ngày bà niệm Phật hoài, bà niệm Phật hoài, bà, ông la mình, ông chửi mình đi. Mình nói anh à, em niệm Phật hồi hướng cho anh mà, thấy không? Nghe vậy nó nói chứ trời, nghe nghe nói vậy mà la người ta chịu không nổi đâu quý vị ơi. Mà tiếp tục la nó la chứ chịu không nổi. Nên có khi mà mình ngồi kế bên mình nói, anh biết không, em mỗi ngày em niệm Phật hồi hướng với anh, cầu nguyện cho anh có sức khỏe, làm ăn được mọi điều suôn sẻ. Nó thôi kệ, anh có la kệ,
em cứ niệm Phật hồi hướng cho anh, nghe dịu mát lòng mát dạ ghê luôn. Nó như cô Tiết mà cứ hồi hướng cho ổng, ngồi gần ổng. Nó em niệm Phật em hồi hướng cho anh nha. Chắc hai đứa gái hai bên cầm quạt, cầm quạt nó quạt liêu quạt lìa chứ. Mẹ cố gắng lên mẹ. Vừa nói vậy đó mà ổng kêu lại một cái, mẹ cố gắng lên con quạt cho mẹ nghe. Mẹ tiếp năng lượng cho mẹ, cố gắng lên, nhắn nha mẹ, nhắn nha. Hiểu không? Nó nên quý vị biết rằng mình tu cái tâm mình phải nó phải bao dung, tâm nó phải lớn lên. Nó có cái câu kia có nói rằng hồi cấp trước cổ niệm Phật lấy Phật chồng nó qua là nó kênh. Mà bà bị sợ luôn quý vị. Nó đi qua cái nó nghinh một cái, đi lỡ nó nghinh một cái. Rồi xong có những lúc nó ra sau lưng nó đứng. Bà sợ nó sau lưng nó cho chỏ hay nó vọng tới, bà sợ bà vừa lấy Phật mà bà cứ ngoái ngoái bà nhìn. Ngoái ngoái. Cuối cùng bà gặp chị Đức. Chị Đức nói bà đừng có ngoái nhìn, bà cứ nhìn Phật đi. Bà đừng có nghĩ họ đạp, họ quýnh, họ cho chỏ, mặc kệ họ muốn làm gì làm. Bà cứ nhìn Phật đi. Rồi từ bà cảm hóa. Quý vị biết rằng một thời gian sau tự nhiên ông lại ông lễ Phật cùng với bà. Mà không phải lỡ liền nghe. Bà nói rằng là bà lễ phía trước, ông đi ra, ông đi vô trong phòng, ông ngồi trong, ông nhìn ông lễ Phật theo của chồng. Ban đầu mới lại từ từ ông lễ từ từ cái ông lễ từ từ cái ông ra khỏi phòng, cái ông lễ từ từ cái ông ra gần qua ông lễ luôn. Không đơn giản đâu quý vị, đâu phải có thời gian, mình phải kiên nhẫn dữ lắm đó, trong cái chuyện đơn giản đó. Mình tu trong nhà là mình độ người thân trong nhà từ từ, quý vị chờ xem nè. Nó ví dụ như Hoa Ngô mà tu giết cái siêng niệm Phật lấy Phật đi, giết mấy đứa bé nhỏ đó nó ngoan, nó hết lì, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó quý vị biết rằng tu là cảm hóa ta từ từ. Giống như cô Lục Nguyễn bữa nay hai đứa con hay gì cháu gì nó ra tu đấy chứ. Rõ ràng đó, bé nó ra tu bữa nay mặt sáng sủa đấy chứ. Ra tu với mặt sáng sủa, nhìn có duyên, thấy không? Vậy là được rồi đó, cứ cố gắng. Nên mình mà tại nhà mình cứ tu, mình cứ siêng năng, mình tu mình an lạc. Mà mình tu, càng tu mình phải càng dễ tính, nghe không? Dễ tính, khoan dung, tha thứ. Những điểm này quý vị, những đứa nhắc hoài luôn. Mà nhất là phụ nữ mà tính tình rộng rãi, khoan dung, tha thứ, vui vẻ, là xấu nó cũng thành đẹp. Còn mấy cái bà đẹp mà săn si, sằn sổ, khó chịu, câu mâu, mấy bà đẹp cũng thành xấu. Mấy cái bà mà câu có, người ta nói giống gấu quý vị. Hồi đời kêu gấu ngựa. Nghĩa là cái mặt săn sờ, săn sổ, khó chịu, kêu gấu. Mà dưới quê miền Tây kêu thêm con ngựa, gấu ngựa. Nghĩa là quá săn si, khó chịu quý vị. Nó nên từ nơi đó mà mình mà, cái người phụ nữ người ta dí như nước, ông như lửa. Đã là người phụ nữ như nước thì mình phải mát mẻ, dịu dàng, ngọt ngào. Nó thí dụ như bây giờ bà Liên Phúc đi, bà thấy ông Trần Lâm thương bà kinh khủng chứ. Là tại vì bà vui vẻ, ông đi làm đâu thấy mệt đâu, đi làm tranh thủ chạy về chèn ô nhà, có cục vàng ở nhà, vui vẻ tối ngày. Mình tu hành mình phải là cục vàng trong gia đình á, là mình vui vẻ an lạc. Hiểu không? Chứ bây giờ mình tu giết mà mình mà người ta đi làm về mà mặt mình sang si sằn sầu, nó chèn ơ. Nó nói với mấy bạn, nó nói tao không muốn đi về nhà, hỏi sao nhà tao có cục phăng. Về nhà một cái vừa mở cửa ra thôi là nó hôi rình cả phòng, cả nhà luôn. Mấy bạn không hiểu nổi lý do cục phăng gì. Nó là con vợ nhà khó chịu lắm, đi làm về mệt mà mở cửa ra là thôi nó bung 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 bung. Bởi tao nói cục phăng là gì thế mày? Mày thấy không, ai mà gặp cục phăng là tao chạy mắt dép, đúng không? Còn bây giờ mình tu giết mà ông chồng nói nhà tao có cục vàng. Thấy không? Mỗi lần mà đi làm thì tranh thủ về mày ơi, mở cửa ra thì quang minh phổ chiếu. Quang minh phổ chiếu là gì? Bà xã tao, bà gặp cái là bà cười hú hí, bà vui. Nên tao hết mệt, nên tao nói nhà tao có cục vàng. Nên mày muốn cho nhà mày có cục vàng đấy, thì mày nên cho vợ mày niệm Phật lễ Phật với ông thầy Đích đó nhé. Thấy không? Viết rồi từ từ nó vui vẻ, nó an lạc chứ lắm. Hồi xưa mày ô thiệt với mày chứ, cho tiền biết bao nhiêu một năm một lần để đi sửa sang sắc đẹp tùm lum, nhưng mà tác dụng phụ tùm lum. Có một lần lỗ mũi nó xịp xịp cho nó độn lên, tôi tức quá tôi giọng cái nó còn xịp hơn, bởi vì nó tác dụng phụ thì ghê dây nó. Mà từ khi nó niệm Phật lễ Phật tới giờ tự nhiên lỗ mũi nó cao lên mày. Tự nhiên nó vui vẻ rồi, khỏi sửa sang sắc đẹp, không tốn tiền mà nó vui vẻ.
nấu cơm ngon, nấu canh ngon, kho đồ ăn ngon, đặc biệt ghê, mà thấy không? Bởi vì công nhận niệm Phật, lễ Phật hay. Bởi vì nói nhà tao có cục vàng, tao phải tranh thủ về nhà thôi. Nó thấy chưa quý vị? Mình tu sao mà giết mà ta nhìn mình mà ta mê, ta thích mình á, là thấy đặc biệt rồi đó, thấy không? Đó, nên quý vị thấy những đức đẹp đẽ gì đâu mà nói chuyện, tại sao quý vị thích? Ngài nói 4-5 lần mà sao thích? Là tại vì sao? Nói vui, nó có năng lượng nên người ta thích nghe chứ sao? Nó ngồi nghe gì mà còn thích, trong chi là ngồi kế bên. Mình nghĩ đi, ngồi kế bên nói còn thích cỡ nào nữa. Bởi vì hồi đó ngồi giảng pháp vì thấy không? Phải không đơn giản mới ngồi được ở trên đâu quý vị. Nó, nên từ nơi đó mà người ta năng lượng lan tỏa để mà giảng nó nghe. Nó nên mình phải tu tập làm sao mà gì đó cô Tiết. Từ từ cô độ ổng, cô độ ổng là cô độ tất cả chúng sanh. Ở bên hai đứa gái nó hỗ trợ nè. Cứ là mỗi lần bà lại quá nói chuyện ngọt ngọt với ổng là hai đứa cầm quạt quạt suốt. Tiếp năng lượng cho mẹ con, tiếp năng lượng cho mẹ con. Mẹ chuẩn bị tức rồi đó con, tiếp năng lượng liền con. Không, người ta không tu, người ta thử thách mình dữ lắm quý vị ơi. Nên mình phải có được sự hỗ trợ. Mà có hai đứa gái tu nó cứ là tiếp năng lượng cho mẹ con. Mẹ sẽ chuẩn bị tức rồi đó con, chuẩn bị tức. Thấy không? Nó nên đó. Nên mình là tu làm sao mà cái gia đình mình nó hạnh phúc, nói chuyện ngọt ngào và tỉnh tạng. Chồng không tu nói chuyện với ông tu luôn. Thấy mà bà tu mà ông đi qua lại nhìn bà đó là sắp sửa đổ ông rồi đó. Nghe không? Lúc mà ông qua mà đi qua lại mà ông nhìn mình đó nghe, mình nhìn ngay Phật nè, tha thiết nhìn ngay Phật. Chứ ông mà nhìn mình đừng có liếc ông mà không có độ được. Nhìn ngay Phật nè, nhìn nhờ quay lực của Phật phóng quang tiếp nhận ông, để cho ông tu phước cái rồi đi, nghe không? Nó mà từ từ độ nghe. Chúng bây giờ bị tu tại gia đình hay dữ lắm, nên duyên phước của cái người vô cái đạo tràng không chung này tuyệt vời. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.